cúng cái đám giỗ. Bây giờ đây là đám giỗ thứ ba của cụ. Thì cúng thì đó giờ mình theo đạo Phật cho nên là chỉ cúng chay thôi, không có cúng mặn. Cúng chay. Gia đình chuẩn bị đám giỗ. Là đám giỗ cho nên là bà con dòng họ phụ nhau. Phụ nhau để lo cúng quẩy. Đây thì cũng tự làm hết rồi bà con. Đó. Nay thì được 2 4 6 7 bàn, 7 bàn đó em. 7 bàn anh. 7. Chắc đây được bàn đúng không? 7 nhưng mà đằng sau lưng kia một bàn nữa. Sao bàn ở ngoài ngoài sau á, ngoài kia còn bàn nữa, bàn đó bàn của gia đình. Đây là 7 bàn của khách. Thêm bàn gia đình ngoài này. Chứ quê thì bàn tiệc thoải mái, nhà tự làm hết. Ai có điều kiện thì sắm bàn để dành, ai có điều kiện thì thuê. Đây đó cho thuê nhiêu bộ con biết không? 6 bàn 300 là 50.000. Nếu như bà chính đây là nhà bà, bàn ghế đầy đủ bà không có cần thuê. Coi như đám làm đám giỗ chuyên nghiệp. Ngoài này thì tụi em có một cái không gian riêng. Đây là cái bàn dành cho bạn bè thân hữu. Em để cái chòi này để ngồi chơi. Thiết kế cái chòi này để ngồi chơi, để uống trà, để đàm đạo. Đổ riêng cái chòi này ở dưới bờ sông. Xưa hè nó có một cái mương. Người ta nấu nướng. Đó. Nấu nướng. Rồi mang là hết. Rồi người ta dọn cho khỏe. Mình khỏi nấu cho nó sẽ đỡ cực. Giờ này để cho mấy bà nấu tôi sót lắm. Để cho người ta nấu đi. Mấy bà phải ngồi chơi, hưởng, nấu làm cái gì. Công làm tôi thấy bà làm cực quá. Phải thiếp năm không? Chị 7. 7 hả? Tân là con 8 phải không? Ừ, chị. Dạ. Đỡ cực cho mấy bà chứ. Chứ thấy bà nấu mệt quá. Mà nấu xong bắt đầu mệt, cái đầu cái ăn không được nữa. Để cho người ta nấu này dọn dẹp cho mình cho khỏe. Độc quyền quá không? Như này có mình chị làm độc quyền hả? Ừ, sớm mình đó. Ở sớm mình thì có mình chị với chị Năm hả? Ừ. Ta cũng ở tùm lắm chứ. Dạ. Chắc làm bà xỉu không? Đám quá trời này, đám giỗ quá trời luôn hả? Mà giờ phần lớn tâm kêu hết ra đâu có làm nhà đâu không? Qua nấu đám cưới. Dạ. Ở ngoài đầu lượng về đầu đường Hòa Khánh đúng không? Hòa Khánh thì vô á. Hai đám mà thấy hai đám. Nấu đám là này. Dạ. Đám là này tới ba mấy mà. À, cưới đây và làm nhiều đám nhiều. Hả? À, mấy triệu? Triệu 8 thì 2 triệu tùy theo người ta. Là mấy món là 5 món đó hả? Còn bàn ghế mình đem đến là người ta thuê. Không, của mình chỉ có nấu thôi. Đồ ăn với lại chạy bàn đồ vậy thôi. Dạ. Còn cái phần kia của người ta. Đây là món cá gì cá nướng hả? Nướng hả? Cho cá nó làm gì? Chị đâu biết. Cái đó đặng á, bên em đúng rồi, là cái món này là để nướng mấy ông nướng nhậu qua làm, ông Tư cũng đem qua. Cái gì đó cái gì ông mua đó. Lần này về thấy xứ mình đổi quá. Vui nha. Dạ đổi thay. Nào. Đó hiểu. Về nào con? Về hai tuần rồi thế. À chị. Dạ con cũng đấy. Dạ. Nấu chuối mà mấy con nhỏ kia tưởng đâu làm thịt đó, nó rung như cày sấy vậy, mới hiểu là rung như con cày. Đây là đúng rồi đó. Này con nó trốn rồi, tội nghiệp không có gì coi nè. Không có làm thịt con đâu con, nấu chuối. Gì đâu mà con trốn đây ghê vậy hả? Trời bắt đái luôn kìa. Trời ơi trốn hết trơn rồi. Lên đây chơi đi, không có làm thịt nha. Yeah. Mà nó rung bà cố luôn. Nè nó
chuối nè, lại đi coi nè. Ôi, đây món khai vị ha, chả giò thủ, chả giò, đây gỏi cuốn, cá chiên xù. Chăm là có người điều khiển cho mình luôn. Đó, màn hình LCD luôn nè. Họ là hát hò coi như là vô tư luôn ha. Giang giang này đầu tư mắc tiền không đây ca? Có điều trai hả? Coi như là một ngày được đám không? Có khi hơn. Cô Lý ha, tấm già này sống qua ngày cũng được ha. Cô Lý, ông này cũng phải đam mê mới làm được chứ. Đam mê. Đam mê chứ, không yêu nhạc không đam mê mới làm được đâu. Giờ chị đám cưới đám giỗ thôi. Cưới đám giỗ sinh nhật. Sinh nhật, rồi buồn buồn kêu cũng chơi luôn. Buồn buồn anh em tụ hợp trong nhà kêu quất luôn. Quất luôn, à. Ủa có tập chim không anh, tập chim không à, đẩy riết mà nó cơ bắp ghê vậy. Đó. Nó tập luôn hả? Ở shop phòng gym luôn hả? À, hèn chi. Ông đại đội luôn kìa mày. Hiểu? Hay Dung. Nó về ông đại đội luôn. Hello. Trời ơi. Rồi ở đâu? Ai? Kìa. Ờ, vậy hả? Điểm 6 nữa kìa. Về đâu? Mới về từng ngày. Biết biết đâu không? Cường hay hiếu. À, giỏi con. Điểm 6. Ờ, anh Cường. Em chỗ miền Tây đây. Mời vô luôn. Qua đây mới được không? Bên đây bộ vui hơn rồi nha. Bên đây bộ vui hơn à. Mày rồi không nhậu mày lo mày quay hoài. Trời quay rồi nhậu. Trước nhà ha này chú Miếu nè. Dạ dạ rồi nghe. Bung rộng ra. Đúng rồi đúng rồi hạ bệ. Nè bà con nè. Việt Kiều về Việt Nam về hỏi sao không mê. Tụi nào ngon về thì dám ở 3 tháng nào mới sợ. Ngon ở đây 3 tháng thì mới sợ, đừng ở 3 tuần. Cái thứ hai á, về đây á là ngon mua cái nhà ở đây đi. Ngon mua nhà đây nè, ngon đừng có nói nè này nọ. Nói vậy đó. Đây nè Việt Kiều nha. Đây nè Việt Kiều luôn nè. Về rồi không còn muốn. Không muốn về Mỹ nữa. Bên nó buồn hiu hắt, nhất là những người già. Còn những người trẻ phải cay cay để trả tiền bill, trả tiền cửa thằng báo hết rồi anh, lúc nào đóng lo anh nhà nào con anh nhà nào đó em bắt đầu nó phải lo 30 năm nữa để trả ở đây nha. Ông Trung hết tự hào đó, nhà của tôi ông Vũ tự hào nhà của tôi bên Mỹ hả, ở nhà ngân hàng 30 năm đây mới tính. Ổi thì mới 7 tháng thì mà ổi này là thu hoạch quanh năm nha, quanh năm 3 năm nữa thôi sầu riêng có trái. Này ai làm kỹ lắm nè, cái người làm vườn này. Hai ánh với anh Sáu. Trời ơi, kỹ lắm, cái người làm vườn này kỹ lắm á thầy. Không cắt cỏ. Người ta nói em khùng nhưng em không cắt cỏ, giữ được cái đất nó ấm, không thoát nước. Người làm vườn này. Làm ống là tôi bỏ làm ống hết toàn bộ luôn. Đó quý vị, hôm nay nhà có đám giỗ cho nên là hai bên chia nhau nhậu. Bên đây là mấy anh trẻ nè đó. Mấy bạn trẻ thấy cái chòi này của tôi.